Hôm nay mình xin giới thiệu những điều thu được từ sách. Và những điều trong sách thật sự là một kho tàng kiến thức rất là lớn. Và chính vì vậy, mình xin giới thiệu với các bạn cuốn sách Lão Tử qua những câu danh ngôn. Phần 1, Lão Tử, Đạo Đức Kinh. Và đạo khai đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Nghĩa là đạo có thể nói ra được thì không phải là đạo vĩnh hằng. Cái tên có thể gọi được thì không phải là tên vĩnh hằng. Thời ngũ đại có một tể tướng tên là Phùng Đạo. Phùng Đạo mua rất nhiều môn khách trong nhà mình. Một ngày nọ, một môn khách cho người dân ra đông một cuốn Đạo Đức Kinh của Lão Tử. Không ngờ vừa dâng lên thì gặp phải vấn đề khó khăn. Vốn là ngày xưa có tục kỷ huý, đó chính là không được gọi tên từ của người bề trên. Thật hợp với câu đạo khai đạo, phi thường đạo. Con này nên giải thích thế nào? Đạo có thể là đạo thì thật sự không phải là đạo. Bởi vì chữ đạo này chính là tên huý của chủ nhân, không thể nói ra được. Vì thế ông ta đành phải đọc đạo khai đạo phi thường đạo thành bất khả thuyết phi thường bất khả thuyết, nghĩa là không thể nói, thật sự không thể nói ra. Vì môn khách này không ngờ rằng câu nói né tránh này của ông lập tức trở thành một câu nói lột tả hết được tính thật và tính giả của đạo. Nói một cách chính xác thì câu nói này lập tức trở thành lột tả được hết cái tính thật giả, và nó đã là đạo thì không thể nói được. Nếu nói ra được thì đó không phải là đạo rồi. Đạo chính là điểm chính yếu của triết học trong Lão Tử. Và đạo vốn là đạo lộ, con đường, ngầm chỉ, nguyên lý, nguyên tắc, đạo, quy luật. Đạo của Lão Tử bao hàm đạo lý, nguồn gốc phát triển, sinh trưởng, biến hóa, kết cục của vạn vật trong vũ trụ, là sự huyền diệu mà bất kỳ ngôn từ nào cũng không thể nào diễn tả được. Nếu như vậy thì làm thế nào để chỉ rõ được sự nguyên thâm, huyền diệu của nó? Cho nên chỉ còn cách viết Đạo Đức Kinh hơn 5.000 chữ này. Một câu chuyện trong Thiền Châu Tông có nói rằng trên trời có mặt trăng, một vị cao tăng đã chỉ ra được vị trí của mặt trăng. Mặt trăng được nhìn thấy nhờ ngón tay của vị cao tăng, chứ không phải ngón tay của vị cao tăng ấy là mặt trăng. Đạo Đức Kinh của Lão Tử chính là ngón tay của vị cao tăng. Nếu như chúng ta chỉ đọc mặt chữ ngôn từ trong tác phẩm này thì giống như việc ta cho rằng ngón tay của vị cao tăng là mặt trăng vậy. Chính đạo lý này đã được Lão Tử viết hơn 5.000 chữ. Đây là người đời sau xem sẽ toàn bộ 5.000 chữ này đều là đạo. Thế nhưng có nhiều người hiểu được hết toàn bộ ý nghĩa của nó thì không cần phải hiểu tất cả con chữ của nó. 5.000 chữ này không phải là đạo thường, chỉ là nhịp cầu thông qua nó để hiểu được đạo thường mà thôi. Giống như người mù đi trên đường không thể thiếu được cây gậy dẫn đường như vậy. Trên thực tế, để hiểu được ý nghĩa của sách, người đọc không nên hiểu rõ từng câu từng chữ, mà có rất nhiều điều ngôn ngữ không thể lột tả hết được. Và ngược lại, nếu như có thể dùng câu chữ để biểu đạt thì nó sẽ không còn tính chân thật của nó nữa. Cho nên Lão Tử nói đạo khai đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Với lời dạy, người ta không nên xem trọng lời nói và vẻ bề ngoài để tránh việc lầm đường lạc lối. Cho nên danh ngôn phương Tây có câu bản thân bạn còn phải chú ý rằng bạn còn phải hoàn thiện mình thông qua việc sử dụng ảnh hưởng của người khác đối với mình, và hoàn thiện người khác thông qua việc ảnh hưởng tương tự đối với họ. Đó chính là một yêu cầu quan trọng nhất của người học triết học làm được. Phần thứ hai, hữu vô tương tri, nam nhị tương thành, trường đoạn tương hình, cao hạ tương khuynh, âm thanh tương hòa, tương hậu tương tùy. Nếu không có hữu hình thì sẽ không có vô hình. Hữu và vô là đối lập mà sinh ra nhau. Nếu không có cái khó thì sẽ không có dễ, khó và dễ đối lập nhau mà thành. Nếu như không có cái dài sẽ không có cái ngắn, dài và ngắn so sánh nhau. Không có cao thì sẽ không có thấp, cao và thấp nghiêng độ nhau. Không có âm thì sẽ không có thanh, âm và thanh hòa quyện nhau. Không có trước thì sẽ không có sau, trước và sau nối theo nhau. Trong so sánh, trong sách của Lão Tử khá nhiều, ngoại trừ hữu vô, trường đoạn, cao hạ, âm thanh, tiên hậu, còn có thư, hư thực, cường nhược, đắc thất, thanh trọc, các hung, tiến thoái, hỏa phúc, sinh tử. Trên thực tế, vạn vật sinh ra đều có mặt đối lập nhau. Chỉ có so sánh chúng với nhau thì có thể sinh ra nhau. Cũng chính là nói, chỉ cần giới hạn một khoảng thời gian hay không gian nào đó thì có thể sản sinh ra vạn vật. Nếu như nhìn một góc độ khác thì có thể điều này khác biệt căn bản không tồn tại, và có những chỗ bổ sung tương thông với nhau. Ví dụ như sáng sớm và đêm tối, Trung Quốc là buổi sớm thì Mỹ lại là buổi tối. Đây chính là sự hạn chế về không gian. Cũng như đạo lý này, chúng ta thấy được người ta cho là sai còn chúng ta cho là đúng. chỉ
chỉ thấy cái sai của người khác mà không thấy là cái sai của chính mình. Vì thế bản thân luôn đúng, còn người khác lại là luôn sai. Quan niệm bản thân thì đúng mà người khác thì sai, đó là quan điểm đối lập nhau. Hiểu được đạo lý này là bình thường ở đời. Khi làm việc gì người ta nên xem lại bản thân mình, không nên lúc nào cũng biết đánh giá người khác rồi nhưng lại bỏ qua khuyết điểm của bản thân. Là tôi nói trên thực tế bất cứ vạn vật nào cũng có hai mặt đối lập lẫn nhau. Tại sao mọi người lại chuốc lấy phiền não như vậy? Bởi vì cho dù bạn có một ý chí bất khuất thì cũng không thể nào thay đổi được cả thế giới này. Bạn chỉ có thể làm việc thuận theo lẽ tự nhiên. Cho nên làm người không nên quá phân biệt đúng sai thiện ác. Đối với tất cả sự vật mang tính tương đối đều phải làm điềm nhiên ngoại chi, không nên dung nhân tự do mới tốt. Nhân ngôn phương Tây có câu thất bại chỉ là điều mà tôi cần gặp phải. Đối với tôi, nó và thành công đều có giá trị như nhau. Và chúng ta thêm một phần nữa, đó là phần thứ ba: thiên hạ giai tri mỹ chi mỹ, tư ác dị giai chi thiện chi vi thiện, tư bất thiện dị. Nghĩa là thiên hạ đều cho cái đẹp là đẹp, do đó mà phát sinh ra quan niệm về cái xấu. Thiên hạ đều cho là điều thiện, do đó mà phát sinh ra quan niệm về cái ác. Mọi người đều muốn bảo vệ cái thiện thì cái xấu trong lòng mọi người sẽ không từ đó mà sinh ra. Có hai cha con họ cùng đi lễ chùa. Họ đến một tượng Phật lớn để bái lạy. Người con đột nhiên hỏi người cha rằng: thưa cha, Đức Phật có phải là thần sống không ạ? Người cha lấy làm lạ, không biết vì sao con trai mình lại hỏi như vậy. Đứa con nói: cha nhìn xem, trên đỉnh đầu tượng Phật có mang một cái cột thu lôi. Nếu như Đức Phật thì không nên mang trên đầu cái cột thu lôi chứ ạ. Đạo tượng nói cho rằng đạo là chí nhân, chí thiện, chí mỹ, không có cái gì gọi là đẹp xấu, cũng không có cái gì gọi là thiện ác. Thế nên con người luôn luôn nhìn thiên lệch, tự tâm tự lợi, lấy cái trí của riêng họ để chia cắt đạo một cách chi ly. Sau khi mọi người biết thế nào là đẹp xấu, thế nào là thiện ác, thì nhất định sẽ tranh lấy cái đẹp mà bỏ cái xấu, hướng tới cái thiện mà xa rời cái ác. Thế là bắt đầu xảy ra sự tranh giành tính toán và mưu mô, và từ đó thế giới trở nên rối ren hỗn loạn. Cũng giống như câu chuyện kể trên, thiên hạ đều biết thần biết Phật là lớn nhất, nhưng rốt cuộc Đức Phật có phải là thần sống hay không? Đáp án đó thì cả trăm năm nay người ta vẫn không thể nào tranh luận được. Và có thể thấy có những việc không thể làm theo chuẩn mực nào đó mà để bình xét, thậm chí chỉ khiến cho tự lấy dây mà trói buộc mình. Từ ý nghĩa của câu nói trên, người đời chính là kết quả của sự lựa chọn và do chính bản thân mình tạo ra. Sinh mệnh là một thứ rộng lớn vô bờ bến, không có một cái gì có thể giới hạn được nó, cũng là một thứ vô nghĩa. Do đó người ta cho rằng nó đẹp, bạn không thể nhất thiết phải tán thành. Người ta cho rằng nó tốt, không nhất thiết bạn phải có. Cuộc sống không thể nào vẹn toàn được. Đời người có thể thành đạt, nó hoàn toàn quyết định vào thái độ của chính bản thân mỗi người và sự tôn sùng thiện mỹ một cách mù quáng trong con mắt của người đời, để rồi đánh mất đi chính bản thân của mình và trở thành kẻ ngu ngốc nhất. Nhà thơ Baudelaire đã nói rằng bạn có thể thấy được cả thế giới thông qua một hạt cát, và qua một bông hoa bạn có thể thấy được cả một thiên đường. Nếu là một người có tâm hồn đẹp thì bạn có thể thấy được cái đẹp ở khắp mọi nơi. Nếu như bạn có thể điều chỉnh được tình cảm và quan niệm sai lầm của bản thân thì có thể lĩnh hội được thế giới mỹ cảm vô cùng và vô tận này. Danh ngôn phương Tây có câu: nếu như mắt chúng ta vẫn chưa thể nào biến thành mặt trời, nó sẽ không nhìn thấy mặt trời. Tâm hồn của chúng ta cũng như thế. Nếu như bản thân không tốt đẹp thì nó sẽ không nhìn thấy được những cái tốt đẹp. Kết thúc 3 phần của cuốn sách.